Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và cách copy ảnh từ cái máy ảnh vào cái máy tính của mình nha, để mà đăng lên các trang mạng xã hội này kia đó. Thì đầu tiên á, để mà copy ảnh trực tiếp thông qua cái sợi dây USB á, thì trên máy mình phải có cái cổng để mà chuyển dữ liệu bằng cái đường truyền USB, và thứ hai là chúng ta phải có cái đầu dây USB nha. Thì trên màn hình mình đó, là đây là mình đang có một chiếc máy ảnh này ha. Đây là chiếc máy ảnh Olympus Camedia, thì mình có một cái sợi dây đây. Đó, sợi dây mình thì có một đầu mình đã cắm vào trong cái máy ảnh rồi, và đầu kia mình sẽ cắm vào cái đầu USB của máy tính nha. Đây là đầu USB nè, mình sẽ cắm vào. Và các bạn, khi mình cắm vào, các bạn sẽ để ý trên màn hình nè. Đó, nghe một cái tiếng đó, thì cái máy mình nó sẽ nhận được cái nhận biết được là đang cắm USB vào, và nó hiện lên cái độ USBF đó. Thì mình sẽ mở vào trong máy nha. Đây mình mở vào cái thư mục của mình nè. Thì trên cái màn hình của mình lúc nãy nó xuất hiện cái USBF, thì đây là USBF nè. Đó, thì mình bấm vào trong đây. Đó, đây là cái máy của mình là Olympus, thì nó sẽ hiện đây là chữ Olympus đây ha. Chữ Olympus đây nè. Đó, thì đây là cái những cái ảnh mà mình đã chụp trong máy này rồi, thì mình chỉ việc mình chọn hết tất cả, mình mở phải chuột nè, mình bấm copy nè. Đó, sau khi copy xong thì mình bỏ vào cái thư mục nào đó trong cái máy tính của mình nha. Ví dụ như mình bỏ vào OE nè, OE sau đó mình mở phải chuột, mình tạo một cái thư mục mới đó, mình tạo new folder nè. Ví dụ như mình đặt cái tên là số 0 và này là Olympus nha, mình đánh là Olympus. Rồi, ok. Thì đây là cái thư mục mình vừa tạo xong, mà mình mở nó nè, mở thư mục ra. Mở thư mục ra mình mở phải chuột, mình paste vô đây ha. Đó, thì những cái ảnh đã được copy trực tiếp vào trong cái máy tính rồi đó. Bây giờ mình mở lại cho các bạn xem là trên cái ổ E nè, thư mục là Olympus nè, số 0 Olympus nè. Mình đặt số 0 để cho mình dễ tìm, nó nằm lên trên đầu này thôi, hoặc là mình đặt dưới đây nó chạy đây mất công mò tìm đó. Rồi Olympus mở ra nè. Đó, thì đây là những ảnh mình đã chụp trong máy này ha, mình mở xem nè. Đó. Thì trên cái máy mình sử dụng là cái phần mềm mà ACDC nè, ACDC trên đây nè, trên màn hình ha, để mình xem ảnh cho nó dễ hơn. Đây mình sẽ quay là đó, đối với trường hợp mà ảnh quay qua quay lại nè, đó. Cái này nó hỏi mình sell hay không, mình sell lại, sell là nó sẽ đứng luôn vậy đó. Đó, cái hình này nó đang nằm ngang, mình muốn quay lại, mình quay qua đây nè, quay trái quay phải này nha. Đây là phần mềm của mình, còn bạn nào mà chưa có thì mình tìm hiểu thêm về phần mềm xem ảnh. Đó, mình các bạn thấy là cái màu hình này rất là đẹp nha. Màu xanh nó hấp dẫn luôn, và cái màu vàng vàng ngã ngã vàng vàng rất là hay luôn. Thì trên máy nó là như vậy. Rồi, ok, thì cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nào chưa biết thì xem clip này, nó mình chụp gia đình mình nha. Đó, đây là ảnh mình test thử trong máy thôi. Rồi, ok, thì khá là hấp dẫn nha. Đây là cái clip đơn giản thôi, các bạn nào chưa biết thì xem giúp mình nha. Ok, chào các bạn nha. Rồi sau khi mình copy xong thì mình rút hai đầu dây ra là ok nha. Rồi mình tắt máy ảnh là được. Rồi chào các bạn.